Xin chào các bạn. Hôm nay mình lại giới thiệu với các bạn về một món ăn rất ngon, đó là món nui xào thịt bò các bạn nhé. Đây là sản phẩm của mình sau khi đã nấu xong. Các bạn cần phải chuẩn bị đó là nui. Thì ở đây mình sử dụng nui ống các bạn nhé. Các bạn có thể sử dụng cái nui nào mà các bạn thích, nui xoắn hoặc nui màu. Tiếp đến là một chút tiêu và thịt bò, gia vị đi kèm đó là hành tây, cà chua và tỏi mình đã bóc, và một chút nước mắm, chút gia vị bột canh và một chút dầu để xào. Các bạn có thể sử dụng dầu thông thường, ở đây thì mình có dầu mè thì mình sử dụng dầu mè và một chút cần tây. Trước hết là nui thì mình phải đi luộc, và thịt bò thì mình ướp thịt bò trước đã, sau đó là mình luộc nui. Thực ra là luộc nui cũng chỉ mất từ 3 đến 5 phút thôi. Thì đây là rau cần tây, các bạn thái khúc giống như các bạn xào thập cẩm thịt bò, thì các bạn có thể thái khúc dài từ 3 đến 4 cm cũng được. Các bạn ạ, cái món này thì các bạn có thể xào hơi nhạt một chút để các bạn ăn, có thể là ăn thay thế luôn cơm cũng được đấy ạ. Với những người ăn kiêng thì ăn thế này rất là tuyệt vời. Tỏi thì các bạn mình đã bóc rồi, để các bạn đập dập và để cho vào ướp thịt bò các bạn nhé. Với rất nhiều những món ăn sẵn mà mình chế biến rất là đơn giản mà các bạn có những món ăn rất là ngon, thì ở đây mình muốn chia sẻ với các bạn thêm một món, đó là món nui chiên, nui xào rất là ngon. Hoặc các bạn có thể sử dụng cái nui để chan nước giống như là ăn bún mì rất là tuyệt vời đúng không ạ? Thì ở đây là mình muốn sử dụng món nui xào thịt bò các bạn. Hãy xem và rồi làm để thưởng thức nhé. Ở đây thì mình sử dụng 100 g nui thì mình có cho là 150 g thịt. Tùy vào các bạn ăn ít thịt thì các bạn có thể cho ít hơn, không thể. Đấy là mình hướng dẫn cách làm và cách chế biến thôi. Ở đây mình có ướp một chút dầu mè. Các bạn mình đã phổ biến với các bạn rồi là các bạn có thể cho dầu dầu lép tuyên hoặc dầu sơn các bạn hay ăn nhé. À, mình cho thêm một chút hạt tiêu vào để mình ướp thịt cho nó ngấm. Mục đích của mình cho dầu vào để ướp thịt đây để cho thịt bò của mình nó mềm lên đấy các bạn ạ. Cái hành tây thì các bạn cũng thái, không đừng nên thái mỏng bé quá mà các bạn thái ở mức độ vừa phải thôi nhá. Cũng đừng dày mà cũng đừng mỏng ạ. Ở đây mình còn xào, chứ nếu mà là các bạn muốn ăn sống ấy thì các bạn có thể thái mỏng thôi, để mình bóp qua một chút muối ấy, thì nó sẽ thái thì thôi. Nhưng thực ra thì như mình thì mình không thích ăn cái hành sống, cho nên là mình thái mức độ vừa phải, sau đó là mình xào tái đi. Và các bạn tách rời như này để các bạn xào cho nó dễ. Và cà chua thì các bạn thái bổ cong, nhưng các bạn cũng đừng nên thái dày như là mình nấu bún nhé. Các bạn thái bổ cong thì thái mỏng thôi.
Đấy các bạn, cứ thái như vậy. Sau khi mà mình đã chuẩn bị đầy đủ những cái mà ông rồi thì bây giờ mình đi luộc nui. Luộc nui thì các bạn đun một chút nước đi. Sau đó các bạn đổ nui vào. Các bạn đun sôi. Lúc mà luộc này các bạn có thể là cho một chút dầu ăn vào, hoặc các bạn là khi vớt ra các bạn trộn dầu ăn cũng được. Thì để khi mà cái nui nó nguội nó không bị dính vào nhau đấy các bạn. Thì ở đây thì mình không muốn cho vào nồi, thì chốc nó mình vớt ra thì mình trộn một chút dầu ăn vào. Đây mình xem cái nui của mình đã mềm chưa và mình thử, các bạn thử nhé. Các bạn thử thì các bạn cắn cái nui ra, các bạn thấy nó cái nui nó mềm là được. Nhìn thấy được rồi đấy ạ. Và mình vớt nui ra bát thôi. Mình vớt ra sau đó mình mới cho dầu ăn và mình trộn các bạn nhé. Có thể các bạn cho trước thì thôi. Mình cho một chút dầu vào. Mình trộn để cho nó khi mình ăn nó cũng rất là ngon. Và hai nữa là do cái nui nó nguội nó không bị dính vào nhau thôi. Sau khi xong rồi thì bây giờ các bạn mang đi xào. Các bạn xào thì cũng như xào những thứ khác, là các bạn cho dầu vào cho nóng lên, sau đó là mình cho thịt vào mình xào trước. Sau đó là mình cho cà chua mình xào. Tất nhiên là nếu mà các bạn muốn xào mà không bị vớt ra như thế này thì các bạn chỉ cần đảo cho nó có mùi thơm của tỏi, sau đó các bạn xào một chút xíu thịt bò đảo qua đây, cái sau đó các bạn cho cà chua vào luôn. Sau đó là tiếp đến là các bạn nhìn thấy cà chua nó cũng có một phần chín rồi thì các bạn cho tiếp đến là cái gì các bạn nhỉ? Hành tây đúng không ạ? Vì thực ra là cà chua đấy các bạn có thể còn ăn sống được mà. Thì ở đây mình có cho thêm một chút cà rốt nữa cũng rất là ngon. Đấy các bạn cho cái hành tây vào, các bạn đảo qua cho nó tái đã. Sau đó các bạn mới cho cần tây cuối cùng, vì cần tây rất là nhanh chín đó. Nếu mà các bạn mà làm thực đơn cho người ăn kiêng thì rất là ngon luôn đấy. Dùng thay cơm luôn á. Và cái sản phẩm này không hề béo. Đảo đều lên, và lúc mình ướp ở trái thịt bò mình có cho gia vị rồi, cho nên là lúc này các bạn chỉ cần cho thêm một chút xíu thôi. Sau đó để mình cho thêm nước mắm nữa. Và các bạn khi mà các bạn cho rồi thì các bạn cho nui và các bạn xào thôi, thấy được hết rồi đúng không ạ? Nui thì mình cũng đã luộc chín rồi.
Và các bạn xào và các bạn có thể cho thêm một chút mì chính và một chút hạt tiêu nữa là xong các bạn nhé. Và lúc này các bạn có thể cho ra đĩa để thưởng thức rồi. Rất ngon, xanh đỏ vàng, rất tuyệt vời các bạn ạ, thơm cực luôn. Và chỗ này mà các bạn nếu mà để nói dành cho người ăn kia, các bạn có thể ba người ăn thoải mái luôn nhé. Mỗi người một đĩa rất là đủ chất dinh dưỡng luôn. Nui là chất tinh bột, thịt là chất đạm, chất rau và vitamin đấy ạ, rất tuyệt vời luôn đấy ạ. Và các bạn hãy cho ra đĩa để thưởng thức thôi nhé. Thì cái này nó có nước cho nên là các bạn sử dụng cái muôi thủng này các bạn cho ra đĩa hoặc bát, đấy là tùy vào cách trang trí của các bạn. Đấy. Thế là video nuôi chim của mình đến đây đã xong rồi. Nuôi xào và thịt bò của mình đã xong rồi. Xin chúc các bạn làm và ngon miệng nhé. Các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like. Đừng quên chia sẻ kênh với bạn bè nhé. Hãy vào kênh Món Ngon.